Mình xin chào tất cả anh em thợ nhé. Hôm nay mình lại cùng anh em tìm hiểu về cái mạch đèn đêm của con xe Atela Velux này. Thì như cái video hôm trước mình đã chia sẻ với anh em về cái mạch điện chính của cái dòng xe này rồi. Thì những anh em mà đã xem thì anh em cũng đã nắm được cơ bản về cái đường điện của nó, đúng không ạ? Đấy, còn những anh em nào chưa nắm bắt được thì anh em có thể tham khảo lại cái mạch điện mà mình vẽ hôm trước nhé, ở trước cái video này. Đấy, thì hôm nay mình lại tiếp tục lên sơ đồ cái mạch đèn đêm của cái con xe Velux này để anh em tham khảo nhé, để tiện trong quá trình anh em tra cứu sửa chữa cho nó thuận lợi hơn, đúng không ạ? Đấy, để cho cái công việc của mình nó nhanh trong quá trình sửa chữa. Đấy, thì mình cũng đã lên cái sơ đồ của nó trên bảng ấy rồi, thì anh em nhìn thì cái mạch đèn đêm của cái dòng xe này thì nó lại hơi phức tạp, đúng không ạ? Đấy, anh em nhìn thấy nó đi qua cái bộ điều khiển đèn đêm. Đấy, thì cái phần đằng trước này anh em đã xem cái mạch điện chính thì nó cũng tương tự như thế thôi, đúng không ạ? Vẫn là dùng máy phát điện ba pha, cái mạch điện y xì như cái sơ đồ chính của nó. Đấy, thì cái mạch đèn đêm nó chỉ khác ở cái phần đuôi sau này. Đấy, để anh em nắm được nhé. Thì mình nói qua lại với những anh em chưa xem cái video trước thì mình cũng nói qua lại để anh em nắm được là cái máy phát điện ba pha. Đấy, và đấu như thế này thì người ta gọi là đấu hình sao nhé, và được đưa lên bằng ba cái dây màu vàng như này. Đấy, thì dòng điện của máy phát điện ba pha xoay chiều này được đưa vào tiết chế chỉnh lưu. Đấy, gọi vắn tắt là sạc. Đấy, thì anh em cứ quen gọi là sạc cho nó nhanh, đúng không ạ? Đấy, thì ba cái dây phát chiều, ba cái dây phát điện ba pha xoay chiều đi về sạc. Đấy, và khi mà được chỉnh lưu dòng điện thì đây là cái dây mát. Đấy, màu xanh lục, đúng không ạ? Đấy, còn đây là gì, dây màu đỏ, đây là chính ra điện sau khi được chỉnh lưu để gì, sạc ắc quy thông qua cái cầu chì 15A, đúng không ạ? Còn cái dòng xe SYM thì anh em nhìn thấy trên cái bộ tiết chế chỉnh lưu của nó thường có một cái dây đen. Đấy, anh em cứ thường là dây điện, nói là dây đen điện sau khóa, đây chính nó đây. Đấy, thì mình cũng đã nói ở những cái video trước về cái dòng xe này rồi, tại sao nó có cái dây đen này. Đấy, thì cái dây đen này chính là cái dây để nhận biết cái điện áp đầu ra nhé. Dây đen này chính là cái dây để nhận cái chân đấy, chân nhận biết cái điện áp đầu ra, đấy, chính cái dây đỏ này. Đấy, nhận biết cái điện áp đầu ra. Đấy, để mà tiết chế cái dòng điện lại nhé, tiết chế gọi là, như anh em cứ hiểu nó là cái gọi là ổn áp. Đấy, nhận biết cái điện áp đầu ra này để lúc nào gì cái bộ tiết chế chỉnh lưu nó cũng ổn áp điện, làm sao mà không vượt quá cái ngưỡng quy định. Đấy, bởi vì nếu mà dòng điện nạp ắc quy mà cao quá thì sẽ gì, gây gì, phù bình ắc quy, đúng không ạ? Cong vênh tấm cực, dẫn đến gì, ắc quy nhanh bị hỏng. Đấy, mà nếu mà bị thấp quá thì ắc quy sẽ bị yếu, không bao giờ bị đầy, đúng không ạ? Điện áp ra bị thấp quá thì không bao giờ đầy được. Đấy, không bao giờ đầy được ắc quy. Đấy, dẫn đến gì, hiện tượng là gì, ắc quy sẽ không đè được. Đấy, yếu điện dần. Đấy, thì cái dây này tác dụng là như vậy nhé. Đấy, còn có những cái lúc mà ắc quy đầy điện rồi, đúng không ạ? Đầy điện rồi thì có thể là bộ tiết chế chỉnh lưu nó còn không sạc luôn. Đấy, thì cái chân này chính là cái chân nhận biết cái điện áp đầu ra này nhé, để tiết chế chỉnh lưu, để hiệu chỉnh đấy, cái điện áp ra. Đấy, có lúc nó ngắt luôn. Đấy, thì cái dây để là tác dụng như vậy nhé. Đấy, mình nói qua lại để những anh em chưa xem cái video trước của mình thì có thể nắm được luôn, đúng không ạ? Đấy. Tiếp theo, ắc quy điện dương 12V, âm thì hiển nhiên nối mát bằng dây xanh lục rồi, dương 12V được đưa lên bằng dây đỏ đi qua cầu chì chính 15A. Đấy, khi đi qua cầu chì vẫn là dây đỏ gì, lên ổ khóa điện. Khi ta bật ổ khóa điện thì điện từ dây đỏ đi sang dây màu đen, đúng không ạ? Đi dây màu đen thì anh em nhìn thấy nhé, khi ta bật ổ khóa điện thì hai cái đèn này nó sáng ngay. Đấy là gì, một là đèn vị trí, mà hai là đèn hậu nhé. Hai là đèn hậu thì cái đèn hậu và đèn phanh này thì nó làm cái đèn led nhé, thì mình đã ghi này, nó là led này. Đấy, thì khi ta bật đèn, bật khóa điện thì đèn vị trí này và đèn hậu sáng ngay nhé. Đấy, còn cái đèn phanh này thì hiển nhiên anh em phải bóp phanh tay thì nó đèn phanh trước phanh sau thì đèn phanh thì nó mới sáng. Đấy, nhưng mà trong cái cụm này thì nó chứa cái đèn phanh luôn, thì mình ghi là đèn phanh và đèn hậu nhé. Đấy, chứ còn khi mà anh em bật khóa điện thì chỉ có cái đèn vị trí này và đèn hậu này là đèn led này nó sáng nhé. Đấy, để anh em nắm được.
và điện đi xuống là bằng dây màu đen, đúng không ạ? Dây màu đen. Đấy. Tiếp theo, dây màu đen đi qua một cái cầu trì phụ 10A. Thì sau khi đi qua cầu trì phụ 10A này rồi, vẫn là dây đen. Thì cái dòng xe này anh em xem ở trên cái sơ đồ mạch điện chính ấy, thì nó lại có hai cái cầu trì phụ 10A. Đấy, thì anh em đừng nhầm lẫn là với cái cầu trì phụ kia nhé. Cầu trì phụ 10A kia thì là nó có hai cầu trì phụ mà. Thì cái cầu trì phụ A kia nó không liên quan đến cái mạch này, đúng không ạ? Nó vẫn là vào dây đen và ra dây đen. Nhưng mà nó phụ trách cái gì? Anh em xem ở cái sơ đồ mạch điện chính ấy, là nó phụ trách cái mạch đèn phanh nhá. Nó chỉ phụ trách duy nhất là cái mạch đèn phanh thôi. Đấy, anh em chưa xem thì anh em có thể tham khảo lại. Đấy. Còn cái cầu trì phụ 10A này là phụ trách cái mạch đèn đêm. Đấy, mạch đèn đêm nó liên quan đến mạch đèn. Đấy. Đèn đêm. Thì khi đi qua cầu trì phụ 10A vẫn là dây đen và lúc này nó chia nhánh anh em ạ. Chia nhánh đi vào cái bộ điều khiển đèn pha cốt này. Đấy. Rồi đi gì? Lên công tắc đèn đêm này. Đấy, rồi ra. Rồi gì? Đi về cái cụm công tắc pha cốt mà nó có cái đèn passing này. Đấy. Thì anh em thấy là khi ta chưa bật công tắc đèn nhá, thì anh em nháy đèn passing hay là còn gọi là cái đèn xin vượt ấy, thì anh em nháy ấn cái này thì hai cái tiếp điểm nó nối vào nhau này. Đấy, mình vẽ cái núm này. Anh em nháy một cái nó núm nó tiếp điểm, nó nối vào nhau thì điện từ dây đen đi sang dây xanh dương, đúng không ạ? Đấy, về bộ điều khiển đèn pha cốt. Đấy, thì lúc này gì? Đèn pha sáng, đúng không ạ? Lại dây từ đèn pha lại tự bộ điều khiển đèn pha cốt nó từ đây nó đi ra cũng là dây xanh dương. Đấy, thì là gì? Đèn pha sáng nhé, đèn pha sáng và gì? Đồng thời đèn báo pha là sáng luôn, đúng không ạ? Đấy, là báo cho mình biết là mình đang bật đèn pha. Đấy. Đấy là khi mà ta chưa bật công tắc đèn, đúng không ạ? Còn sau khi ta bật công tắc đèn đêm thì điện từ dây đen sẽ đi sang dây nâu sọc trắng và đi gì? Về công tắc pha cốt. Đấy, thì tùy theo lúc này, đấy, người điều khiển xe để cái công tắc pha cốt này ở nấc pha thì pha sáng, đúng không ạ? Thì pha sáng và đèn báo pha sáng. Còn nếu mà để ở nấc cốt thì đèn cốt sáng. Đấy, thì nấc pha thì sẽ là dây xanh dương. Đấy, điện từ dây nâu sọc trắng sẽ đi sang dây xanh dương. Đấy, thì đèn pha sáng và đồng thời đèn báo pha cũng sáng luôn. Thì được nối mát bằng dây xanh lục rồi, đúng không ạ? Đấy, đèn pha cốt cũng nối mát luôn. Đấy, còn khi mà để ở nấc cốt thì điện từ dây nâu sọc trắng đi sang dây màu trắng và đi về bộ điều khiển đèn pha cốt. Đấy, và gì? Từ bộ điều khiển đèn pha cốt lại có điện dương đi ra bằng cái dây màu trắng thế này thì đèn cốt sáng. Đấy, thì anh em thấy nhá. Đấy, hai là gì? Bộ điều khiển đèn pha cốt này, đấy, nối mát, đồng thời có một cái dây nâu sọc xanh dương từ ECM đi ra để điều khiển cái bộ đèn pha cốt này. Vậy thì cái độ đèn pha cốt này nó cũng rất là phức tạp, đúng không ạ? Đấy, nếu mà như mình vẫn là nói với anh em đấy, khi mà sửa chữa mình không có sơ đồ thì mình lần mò nó rất là lâu. Đấy, mình cũng chả biết cái đường dây này nó đi từ đâu đến đâu. Đấy, giờ chả nhá, mỗi lần mình sửa mình muốn lại khám phá, mình lại đi mổ hết cái đường dây của xe ra làm sao, đúng không ạ? Đấy, cho nên anh em nên nhớ rằng gì? Sửa xe ngày nay nhé, đặc biệt là những cái dòng xe ngày nay, nếu mà không có cái sơ đồ mạch điện thì mình sửa nó thực chất là nhiều cái mạch điện nó rất là khó. Đấy, nếu mình không nắm được sơ đồ mạch điện thì mình sửa nó rất là khó, mình lại phải đo đạc hay là thậm chí là gọi là phải tháo dỡ lung tung ra. Đấy, mà chả ai đi giờ là tự nhiên lại cái xe vào mà lại mình cứ mổ hết cái đường dây thì người ta ra để mình xem cho nó đi về đâu, đúng không ạ? Đấy, cho nên là cái sơ đồ mạch điện của nó rất là quan trọng nhé. Đấy, mình sửa xe nói chung là cũng lâu lâu rồi, thế nhưng mà thực chất là cái sơ đồ mạch điện đến bây giờ cũng rất là cực kỳ quan trọng với mình. Đấy, nó giúp cho mình sửa nó nhanh. Đấy, phán đoán bệnh nó nhanh. Đấy, và khoanh vùng nó nhanh chóng. Đấy, và sửa nó được nhanh. Đấy, để nó hiệu quả. Nói chung là nó giúp mình làm việc nó hiệu quả. Đấy, nhanh chóng. Đấy. Thì anh em cũng đã xem nhiều cái video của mình rồi. Đấy, đại đa phần tất cả những dòng xe thì mình có sơ đồ mạch điện thì mình sẽ lên để anh em nắm được nhé. Đấy, thì dần dần tất cả những cái dòng xe trước đây, nhất là cái dòng Honda mình đã lên rồi. Đấy, thì dần dần mình sẽ đi lẻ mạch điện ra để nhiều anh em chưa nắm được, anh em nắm được hơn nhé. Bởi vì trước đây mình lên thì thường mình hay vẽ gộp, mình hay vẽ gộp mạch điện vào. Cho nên là nhiều anh em bảo là em cũng mới học, cho nên là xem nhiều khi nó rối quá, em cũng phải xem mãi nó mới ra được. Đấy, thì dần dần mình sẽ gì? Mình sẽ chia nhỏ các mạch điện ra để làm sao mà mình muốn là gì? Những anh em là gọi là đang muốn học hoặc là mới học để làm sao để anh em dễ hiểu nhất những cái mạch điện, đúng không ạ? Đấy, có nghĩa là mình gì? Học mạch lẻ.
học mạch lẻ thì mình sẽ rất là nhanh hiểu và mình sẽ tìm bệnh nó nhanh hơn, đúng không ạ? Đấy thì mình cũng là dần dần mình sẽ gọi chia nhỏ các mạch điện từng cụ thể từng cái mạch điện một để anh em cơ bản nắm được. Còn những cái mạch điện đơn giản quá thì thôi, đúng không ạ? Những cái mạch điện quá đơn giản thì nó quá đơn giản thôi, mình cũng không cần phải vẽ làm gì cả. Đấy. Còn những cái mạch đấy, ví dụ như mạch đèn này chẳng hạn, đấy là nó chuyên về cái mạch đèn đêm của cái dòng xe này, thì anh em thấy không, đọc có mạch đèn đêm thôi đấy, nhưng là những cái đường điện mà nó liên quan đến mạch đèn đấy là mình phải vẽ để anh em nắm được là gì đấy, nó cũng rất phức tạp đấy, nó chỉ có một mạch đèn đêm thôi nhưng anh em thấy là gì đấy, nó không bình thường như những cái dòng xe khác chẳng hạn, đúng không ạ? Đấy, những cái dòng xe phổ thông là cái điện công tắc đèn này đấy, anh em bật nó lên công tắc pha cốt, anh em bật công tắc pha thì pha sáng, mà cốt sáng thì đám này nó là cái công tắc pha cốt rồi, à, có công tắc cái gì xin lỗi, nó là cái bóng đèn rồi, đúng không ạ? Đấy, nhưng mà đây cái xe này nó, anh em nhìn thấy không, nó lại không như thế, đúng không ạ? Nó lại không đơn giản như mình nghĩ đấy, mà nó lại đi vào cái bộ điều khiển đèn pha cốt, xong rồi nó lại từ bộ điều khiển đèn pha cốt nó đi ra hai cái dây pha cốt này để ra cái bóng đèn đấy. Vậy thì nếu mà anh em mà không có sơ đồ thì anh em cứ nghĩ là hai cái dây này nó đi ra bóng đèn pha cốt luôn, đúng không ạ? Vậy thì cái bộ này nhiều khi là còn chả biết đó là cái bộ gì đấy. Thế nhưng mà anh em thấy không, khi mình có một cái sơ đồ như thế này thì đấy là một lợi thế để anh em tra cứu nó rất là nhanh, đúng không ạ? Đấy thì mình vẫn nói với anh em rồi đấy, có sơ đồ mình sẽ tìm bệnh nó nhanh đấy, đo đạc nó chính xác, mình khoanh vùng cái khu vực mà bị đứt cầu chì cũng như là đứt đường dây nó rất là nhanh đấy. Hai là các yếu tố để làm cái bóng đèn này không sáng thì anh em có thể là nhìn trên đường dây, anh em có thể là chẩn đoán được, đúng không ạ? Đấy, anh em có thể chẩn đoán được. Đấy thì cái video này nhá, mình cũng xin chia sẻ với anh em đến đây. Đấy, thì đây là cụ thể là cái mạch đèn đêm của cái con xe Attila Venus này để anh em nắm được nhé. Đấy thì rất nhiều anh em cũng kết bạn Zalo với mình, thì đây là cái số của mình đấy. Đấy thì anh em trong quá trình sửa chữa mà cần cái mạch điện gì chưa biết nhé, mà nếu mà anh em hỏi mà mình có thì mình sẽ chụp cho nhé, còn nếu mình không có thì mình cũng thành chịu thôi, đúng không ạ? Mình có mình sẽ chụp cho đấy, để anh em thuận tiện trong quá trình anh em sửa chữa nhé. Đấy thì một lần nữa là mình cũng rất cảm ơn những anh em đã đăng ký kênh của mình, đúng không ạ? Và kênh của mình được cũng phát triển được như ngày nay là cũng nhờ rất là rất lớn cái sự chia sẻ của anh em đấy đến mọi người, để mọi người biết được đấy. Mình cũng xin chân thành cảm ơn những anh em đã theo dõi kênh của mình cũng như chia sẻ giúp mình đấy, để mình cũng tiếp cận đấy, được nhiều người hơn đấy. Thì một lần nữa mình cũng xin tạm dừng cái video này đây, hẹn gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo, mình có cái mạch điện xe nào mình lại tiếp tục lại chia sẻ với anh em để cùng nhau gọi là tìm hiểu nghiên cứu, để thuận tiện cho chúng ta những người thợ gọi là chữa xe máy được sửa chữa nó được nhanh chóng và chính xác, đỡ mất thời gian nhé. Mình cũng xin chào toàn thể anh em và hẹn gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.